Rồi lên xe giao cho anh trai hai cặp bánh nha anh em. Cái này nữa. Với miếng dán tạc luôn. Bữa mình quay đăng bán 3 triệu cặp bánh á. Có anh trai lấy luôn. Rồi lăn lên. Bộ bóng nè. Rồi tài xế ra ba gác thì biết chở thì sắp xếp cho nha, 4 cái rồi á. Đâu còn cái nữa. Đó, lại đăng lăn giùm đi. Tôi mắc quay rồi. Đó. Hai cặp nha anh em, một cặp lớn, cặp nhỏ. Cặp lớn thì chiều cao 1m1, chiều ngang 3 tấc. Cặp nhỏ thì chiều cao 9 tấc rưỡi, chiều ngang 2 tấc 8. Quay lên bữa đăng video á rồi anh trai điện qua dặn cọc luôn. Nay giao hàng. Với miếng dán nè. Miếng dán với cây lết bán cho anh trai 2 triệu luôn. Anh trai mua nguyên bộ đựng về là ráp vô là chạy luôn, khỏi cần canh chỉnh gì hết. Rồi, lên. Lật. Còn rơm còn rã luôn, đang xài luôn mà. Ê, để miếng dán vô trước chứ để lát nó vô không được không? Giờ tọt dán vô đó ha. Hả? Còn hai cái nữa đó. Giao cho ảnh luôn tôm luôn nha anh em. Bánh này thì tôm chiếc, còn bánh kia tôm đôi nha. Cái này nhỏ thôi, cái này bự rồi đó. Này là xài lúc trước làm bằng căm căm niền bằng láp nha anh em, chứ không phải bằng sắt xây dựng nha. Sắt xây dựng thì không có giá trị bằng, nó yếu xìu à gái. Hai cái kia đâu? Vậy lên đó trước đi. Này, để bậy ra nè. Thế đẳng. Bỏ hết luôn rồi. Miếng dán này gỗ tốt nha anh em, gỗ cây sao chứ không phải gỗ bạch đàn. Dán này ngay lắm nha. Anh đem về anh đem vô mát rồi kê đàng hoàng nha anh trai, anh để phơi nắng nó cong như cánh máy bay à. Giờ giao cho anh là ngay băng nha. Cây lết nữa. Đây, giao cho anh nguyên bộ luôn nè. Bộ đối với bộ trong máy nè. Máy thì hết mùa rồi. Bán luôn, bán bộ trong máy này luôn. Rồi, bây giờ mình tiến hành rút cái bánh này ra nha anh em. Rồi. Ủa em. Rồi lăn ra.
Đó. Mượn anh ba gác anh lăn ra giùm á. Hai cặp luôn. Có một cặp 3 triệu nha anh em, hai cặp 6 triệu. Lên đường. Bán luôn luôn tôm luôn. Lên. Lấy cái nữa. Hả? Đi lên đó. Mỗi một bánh là 4 cái tôm nha anh em. Là giao cho anh trai đó luôn á. Giao đủ bò luôn. Bánh kia thì 2 tôm mà. Không biết nữa. Bỏ xuống đây ha. Bỏ xuống đây đi. Không biết nữa. Vậy cũng được vậy. Trời, ngon lắm. Tặng luôn. Khuyến mãi cho anh trai cục cây kéo đường luôn. Tặng luôn. Này cây lết nha. Anh nói à, mua nguyên bộ về là ráp vô cái tạc à. Anh nhà thì có cái tèn hen IC6 rồi. Đó, cục cây nè. Cho ảnh luôn đó. Mà để chơi bằng cá được. Chừng chạy tới bả rớt mất tiêu đi. Không có bự đít lên á, cục cây ta thấy mà tưng tưng dễ rớt lắm á. Đó. Gọn hơi luôn ha. Móc gì đâu? Thanh xe. Đó, ràng này nịch lại nha. Rồi, đi lên đường. Lên đường đi. Đi lên đường đi á. Đi. Để đây nghe. Đây là mấy điệu nữa. Ờ quên dặn nữa. Bữa bán 8 triệu, ổng đưa 3 triệu rồi còn 5 triệu. Lấy 5 triệu. Ừ, lấy về mới lấy về đủ tiền mới có tiền ba gác nha. Lấy 6 triệu được không? Rồi. Cảm ơn anh trai đã
ủng hộ nha anh trai. Hẹn anh em những video tiếp theo luôn nha anh em.